Xin chào, như các bạn đã biết, tình hình dịch Covid tại Việt Nam đang rất phức tạp và có nguy cơ bùng nổ. Vậy nên, để các bạn nắm rõ, video này mình sẽ tóm tắt nhanh lại diễn biến đợt dịch mới nhất này. Từ đó các bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và tổng quát hơn, phòng ngừa dịch tốt hơn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nước ta đã nhiều lần chống dịch thành công. Trong khi cả thế giới đang lao đao vì dịch bệnh, thì Việt Nam vẫn an toàn, người dân vẫn yên tâm làm việc và vui chơi. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 4, một ca dương tính xuất hiện. Đây là người đàn ông đã phục vụ tại khu cách ly dành cho các chuyên gia Ấn Độ và bị lây nhiễm. Rất may là đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm cộng đồng từ nguồn này. Nhưng có vẻ như Covid nó quyết định không để yên cho Việt Nam. Đến ngày 29 tháng 4, nước ta lại tiếp tục ghi nhận những trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên của đợt dịch mới. Đó là bệnh nhân 2899, anh bay từ Nhật Bản về và được cách ly 14 ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, với 3 lần xét nghiệm đều âm tính, anh đã được cho phép trở về nhà tại Hà Nam. Tuy nhiên được một ngày thì các triệu chứng xuất hiện và xét nghiệm thì dương tính với Covid-19. Khi trở về địa phương, anh đã tiếp xúc với rất nhiều người. Ban đầu xác định có 4 F1 là người nhà bệnh nhân 2899 đã dương tính với Covid. Đến nay thì đã có 17 người thuộc các tỉnh của Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội nhiễm Covid với nguồn lây từ bệnh nhân 2899. Trường hợp lây nhiễm này cho chúng ta thấy thời gian cách ly 14 ngày là không đảm bảo. Đến ngày thứ 15, bệnh nhân mới có các triệu chứng phát bệnh. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khoanh vùng và cách ly các trường hợp F1, F2. Không chỉ ở Hà Nam, mà Đà Nẵng cũng có một ổ dịch chưa tìm được nguồn lây. Đó là bệnh nhân 2982. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2021, anh có triệu chứng nhiễm Covid nên đã đi khám và làm xét nghiệm. Kết quả là dương tính. Trong thời gian ủ bệnh, anh đã tiếp xúc với nhiều người. Đến nay có 6 người đã dương tính từ nguồn lây bệnh 2982. Trong đó có một người làm việc tại quán bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ít nhất một người khác đã dương tính từ ổ dịch quán bar này. Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ nguồn lây bệnh của bệnh nhân 2982, tại sao lại nhiễm Covid. Trở lại với khu cách ly tại Yên Bái, trong quá trình cách ly, 5 chuyên gia Trung Quốc đến làm việc từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 4, thì khu này cũng tiếp nhận đoàn công tác người Ấn Độ vào ngày 17 tháng 4. Rất không may là trong đoàn người Ấn Độ có 4 người dương tính. Không rõ có phải do những người Ấn Độ truyền bệnh hay không, nhưng 2 trong số những người Trung Quốc đã nhiễm Covid. Tuy nhiên, cái điều đen nhất cho chúng ta là lúc hết hạn cách ly thì những người này vẫn âm tính, cho nên họ được phép tự do đi lại. Ngày 27 tháng 4, 2 chuyên gia Trung Quốc bay vào Đà Nẵng đến những địa điểm mà báo chí đã đăng tải, tiếp xúc với nhiều người. Cho đến ngày 29, họ bay về Hà Nội trên chuyến bay VN160 và sau đó thì về nước. Khi về nước, những người Trung Quốc mới phát hiện ra mình đã dương tính. Khi nhận được thông tin trên chuyến bay VN160 có người Trung Quốc dương tính với Covid, nhiều hành khách của Việt Nam đi cùng chuyến bay đã chủ động cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho đến hiện tại có 3 người Hà Nội, 1 người Thanh Hóa dương tính với Covid. Những bệnh nhân này đều đã tiếp xúc với rất nhiều người khác trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các chuyên gia Trung Quốc cũng đã đi rất nhiều nơi ở thành phố Vĩnh Yên, trong đó có một quán karaoke và trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen. Nhiều nhân viên ở 2 địa điểm này đã bị lây nhiễm. Tiếp tục từ ổ dịch quán karaoke, có nhiều khách hàng khác cũng đã đến và bị lây nhiễm tiếp. Tính tới hiện tại, đã có 14 người bị nhiễm Covid liên quan đến quán karaoke trên. Như vậy, nguồn lây từ các chuyên gia Trung Quốc đã rất phức tạp, chủ yếu là ở Vĩnh Yên và trên chuyến bay VN160. Hy vọng nguồn lây này sẽ sớm được khống chế và dập tắt. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ổ dịch thứ tư, đó là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Vào ngày 5 tháng 5, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã phát đi thông báo có 2 nhân viên y tế dương tính với Covid. Cụ thể, một bác sĩ trong đoàn công tác khi sang Lào đã được kiểm tra và phát hiện dương tính với virus và một người nữa là điều dưỡng. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn lây này từ đâu. Ngay sau khi có thông tin trên, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã chủ động phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm tất cả bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện. Đến nay, đã có 52 người được xác định là dương tính với Covid ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và nhiều người ở các địa phương đã dương tính từ nguồn này. Đã có rất nhiều người là nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của bệnh viện đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Đến sáng ngày 7 tháng 5, Bệnh viện K cũng thông báo bệnh viện đã tổ chức xét nghiệm và xác định có 10 người dương tính với virus. Nguồn lây được cho là một bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sang Bệnh viện K. Đến hiện tại thì Việt Nam đang có 492 ca dương tính đang điều trị ở rất nhiều tỉnh thành. Nhiều bệnh nhân mang chủng virus của Ấn Độ có tốc độ lây lan khủng khiếp. Chúng ta còn phải đối mặt với ổ dịch từ các nước hàng xóm, tình hình rất là nguy cấp. Thế nhưng điều đáng lo ngại nhất là chúng ta lại cực kỳ chủ quan.
Các bạn có thể thấy, đợt lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, chúng ta vẫn đi chơi, ở các bãi biển vẫn chật kín. Kể cả bên truyền thông cũng không còn quan tâm mạnh mẽ như trước. Bằng chứng là mình lên tìm kiếm bản đồ dịch bệnh theo từng tỉnh mà không thấy. Chứng tỏ nhiều trang báo đã không còn quan tâm về dịch bệnh như trước. Đây mới chính là mối nguy hại lớn nhất đối với Việt Nam. Dù chính phủ có cố gắng đến đâu mà chúng ta chủ quan thì cũng vẫn hết. Thế nên một lần nữa, Kiến thức thú vị lại kêu gọi các bạn hãy nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh. Chúng ta mà chủ quan là chúng ta đang làm hại cả gia đình và xã hội. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.